Alo, xin chào. Đây là video về DuckerSwap. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ về mình sẽ demo 3 phần. Thứ nhất là mình sẽ demo cách tạo một cái DuckerSwap cluster. Cluster này chỉ gồm đúng một node duy nhất thôi, là sẽ chạy ở máy local của mình. Rồi, thứ hai là mình sẽ tạo sau khi đã tạo DuckerSwap cluster xong thì mình sẽ tạo một cái Docker service chạy trên máy local của mình. Và thứ ba là mình sẽ demo phần mình sẽ thử scale up và scale down cái Docker service. Đó. Thì đây là ba cái phần mà mình sẽ demo. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua phần demo. Rồi, ở phần demo này thì hiện tại mình đã có Docker đang chạy rồi nha, Docker VS này. Ok. Docker version này. Ok, đây là Docker version của mình. Docker đã cài. Giờ mình sẽ kiểm tra xem là thằng Docker Swarm của mình đã chạy chưa nhé. Mình sẽ dùng cái lệnh Docker info này lấy thông tin về Docker đang chạy trên máy của mình. Các bạn có thể thấy đây có một dòng là Swarm inactive. Tức là Docker Swarm nó chưa được khởi động trên máy của mình. Thế thì bây giờ mình sẽ khởi động một cái Docker Swarm cluster gồm một node duy nhất, đó chính là cái node trên máy của mình này, chính là cái máy của mình này. Mình sẽ dùng cái lệnh sau: Docker Swarm init, viết tắt của initialize, enter. Ok, các bạn có thể thấy là Docker Swarm đã được khởi tạo trên máy local của mình. Current node tức là cái máy hiện tại của mình ấy, bây giờ nó đóng vai trò là một cái manager trong cái swarm của mình. Ở đây thì sau khi chạy Docker Swarm init xong thì các bạn có thể thấy là trên terminal nó hiển thị ra hai cái câu lệnh. Thì cái câu lệnh này mình sẽ chạy ở những cái nốt khác để add những cái nốt đó vào trong cái swarm, và những nốt đó sẽ được đóng vai trò là worker đây. Còn nếu như bạn muốn add thêm manager vào swarm này thì các bạn sẽ chạy lệnh này. Ok, thì hiện tại trong cái video này của mình thì mình sẽ chỉ cần demo một nốt này thôi. Đúng không? Ở các video sau thì mình sẽ lần lượt demo hai tính năng này. Ok. Rồi, sau khi đã Docker Swarm init xong thì mình có thể kiểm tra trạng thái của cái nốt của mình bằng cái lệnh này. Docker nốt. Mình thử gõ trừ trừ help đi, đúng không, để xem là Docker lệnh Docker node này nó sẽ cho mình những option gì, những command gì. Ok, các bạn có thể thấy ở đây là danh sách các cái command mà được hỗ trợ bởi Docker node. Ví dụ như là đây mình có Docker node ls này, đây liệt kê các cái node trong cái swarm cluster của mình này. Ở đây mình có promote và demote này. Promote tức là mình sẽ đẩy một cái node lên thành đóng vai trò là manager đấy. Còn demote là gì? Tức là giáng cấp xuống, đúng không? Giáng cấp từ manager thành worker. Đấy. Đây mình có Docker node ps này. Đây là các cái task đang chạy ở các cái node của mình này. Rồi mình có rm này, mình có thể xóa node ra khỏi swarm. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử là gì? Docker node ls. Đây là các danh sách các cái node trong cái swarm của mình. Thì đây mình chỉ có một node thôi, chính là cái máy của mình đang chạy. Trạng thái của nó là active này, status ready này, và manager status là leader. Nốt này đóng vai trò là leader trong cái cụm manager. Tôi chỉ có một manager thôi. Nếu như mà trong cái Docker Swarm cluster của mình mà có ví dụ có ba manager chẳng hạn, thế thì sẽ chỉ phép được có một cái nốt đóng vai trò là leader thôi, đúng không? Ok, đây là về một Docker node ls. Hiện tại còn có một node. Rồi, sau khi đã khởi tạo Docker Swarm cluster xong thì bây giờ mình sẽ tạo service, đúng không? Thế thì trong Docker Swarm ấy thì khái niệm mình sẽ có khái niệm là service. Tức là một service nó sẽ được cấu tạo lên bởi nhiều cái gọi là task, và mỗi task này nó sẽ là một container, một Docker container. Ở đây mình sẽ có cái lệnh là Docker service. Như thường lệ, cũng như cái lệnh Docker node ở trước ấy, thì mình cũng sẽ là Docker service help.
để xem là nó có những cái lệnh hỗ trợ gì cho cái Docker service này. Ok, ở đây các bạn có thể thấy là mình đang có là Docker service create này, đúng không? Mình có thể tạo một service mới này. Mình lấy ra những cái log của một cái service này. Liệt kê ra cái service bằng lệnh ls này, Docker service ls này. Mình gọi Docker service ps này để mình liệt kê ra các cái task của một cái service, đúng không? Một service thì sẽ gồm nhiều task và mỗi task là nó sẽ tương ứng với một container. Ở đây các bạn có thấy bên đây mình có scale này, đấy. Scale up, scale down một Docker service đó. Rồi, ở phần tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái Docker service đi. Thế thì để tạo một Docker service thì mình sẽ chọn lệnh là Docker service. Này mình xem lại cú pháp nhé. Create. Đây, Docker service create. Mình sẽ tạo một service based trên cái image là Nginx. Đấy. Enter. Ok, ở đây nó phải verify. Rồi, service converged. Mình thử kiểm tra. Sau khi đã gõ cái lệnh Docker service create này, bây giờ mình thử kiểm tra bằng cách là liệt kê ra các cái service đang chạy trên cái cluster của mình bằng cái lệnh là Docker service ls. Ok, các bạn có thể thấy ở đây là cái Docker service của mình. Khi mà mình gõ cái Docker service create nginx nhé, mà nó chạy thành công ấy, thì nó sẽ trả về cho mình một cái ID. ID này chính là ID của cái service mà mình vừa tạo. Đây, nó chính là cái này đây. Cái này nó là phiên bản rút gọn của cái này thôi, đúng không? Đây là tên của cái service thế này. Mode là replicated này. Replicas là 1 trên 1. Thế thì cái số 1 bên tay phải này nhá. Đây. Nó là số lượng các cái task, hay mọi người có thể hiểu nôm na là số lượng các cái container mà chúng ta yêu cầu là cái service nginx này phải có. Đấy. Thế thì hiện tại đây mình chỉ yêu cầu là thằng Docker, thằng service nginx này chỉ yêu cầu nó là có một cái task thôi. Đó, đây là về phần số bên tay phải. Còn số 1 bên tay trái này là số lượng các cái container mà thực sự đang chạy. Thực sự đang chạy nhé. Thì ở đây nó cũng là một, chúng ta mới chỉ có chạy, yêu cầu nó chạy một container thôi. Và nó đáp ứng đúng yêu cầu của chúng ta là nó thực sự đang chạy một container. Bây giờ mình sẽ thử scale up cái service này lên. Lên thành mình sẽ yêu cầu nó phải chạy cho mình là 5 cái task. Tức là mình sẽ yêu cầu nó chạy 5 cái container với cái image là nginx ấy. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ là gõ lệnh Docker service update. Chúng ta cần update service nào thì chúng ta phải truyền cái service ID đó vào. Đây, mình sẽ lấy cái service ID này vứt vào đây. Rồi. Và mình sẽ truyền vào là một cái option là replicas. Và đây mình sẽ truyền vào cái số lượng container mà mình muốn chạy cho cái service này. Thì mình sẽ để là 5 đi. 5. Ok, các bạn có thấy đây là 5 out of 5 task và service converged. Đấy. Các bạn có thể thấy nó bắt đầu tăng dần từ 1 trên 5 này, 2 trên 5 này, 3 trên 5, 4 trên 5 này, 5 trên 5 running này. Đó. Bây giờ mình thử Docker service ls lại nhé. Đó, các bạn có thể thấy ở đây là replicas bây giờ nó đã đổi thành 5 trên 5. Tức là mình yêu cầu nó chạy 5 container, 5 cái task cho mình. Và nó thực thi đúng như thế. Bây giờ mình đã có 5 cái container chạy Nginx trên máy của mình. Mình có thể kiểm tra nó bằng lệnh Docker PS quen thuộc, đúng không? Để kê các cái container đang chạy. Đây, các bạn có thể thấy ở đây là đây chính là 5 cái container chạy cái image Nginx của cái service Clevermayer này. Đây, Clevermayer, các bạn có thể thấy ở đây là nhìn vào cái tên của container nhé. Clevermayer 5 này, Clevermayer 3, vân vân, đúng không? Thế thì đấy là mình thử là scale up một cái Docker service.
Rồi bây giờ mình thử làm một cái demo khác, đó là mình sẽ thử Docker rm trừ f, mình sẽ thử xóa một cái container nginx đi, xóa một cái task đang chạy cái nginx đi, mình thử xóa cái task này đúng không, là xem có chuyện gì xảy ra. Task cái container này nó là được sinh ra từ cái lệnh Docker service update replicas 5 này nhá. Giờ mình sẽ thử xóa đi bằng cái lệnh Docker rm trừ f. Đó, các bạn có thấy là mình xóa rồi. Và mình thử Docker service ls lại. Replicas là 4 trên 5. Tức là hiện tại mới chỉ có 4 container đang chạy thôi. Đúng không? Bởi vì mình vừa kill cái, mình vừa giết cái container này đi mà, đúng không? Cho nên nó sẽ giảm khoảng 4 trên 5. Bây giờ mình thử Docker service ls lại này. Đó, các bạn có thể thấy là bây giờ sau khi mà thằng mình kill cái container này thì thằng Docker Swarm mà thấy là mình được yêu cầu là chạy 5 cái task nhưng mà hiện tại mình mới chỉ có 4 cái. Thế thì nhiệm vụ của mình sẽ là phải gì? Thêm một cái task chạy nginx nữa vào để cho nó đủ 5 trên 5. Đó, thế thì đấy là cái cách mà thằng Docker Swarm nó đảm bảo là cái số lượng task running đang chạy bao giờ cũng phải khớp với cái số lượng task mà nó được yêu cầu chạy bởi chúng ta, đúng không? Mình yêu cầu nó chạy 5. Nó thấy là mình mới chạy có 4 thì nó sẽ cố gắng là nó sẽ tạo thêm một cái container cho mình, tạo thêm một cái task cho mình để cho đủ 5 trên 5. Đó. Đấy là mình đấy là phần demo, phần scale up nhé. Bây giờ mình thử scale down đi, đúng không? Thử scale down đi. Scale down thì vẫn là Docker service update thôi, đúng không? Và mình chuyển ID vào. Nào bây giờ mình là replicas từ 5 giảm xuống còn 3 đi, đúng không? 3 đi. Ok. Mình vừa scale down xuống còn 3. Thử Docker service ls lại này. Đó, các bạn có thể thấy là bây giờ từ 5 trên 5 nó còn 3 trên 3 thôi. Và mình thử Docker ps nhé. Thử Docker ps. Docker ps. Ok, các bạn có thể thấy ở đây là những cái Docker container đang chạy cái service nginx của mình. Các bạn có thể thấy là bây giờ cái còn cái Clever Myer này, chỉ còn là 1 này, 2 này, 3 này. Đó, thế thì đấy là một số phần demo của mình cho cái Docker Swarm. Đúng không? Từ việc khởi tạo Docker Swarm trên máy local này. Xong rồi mình tạo một cái service này. Xong rồi mình thử scale up, scale down cái service đấy.